Có những người cái nghiệp xấu ác người ta nặng, cho nên họ hãnh diện với cái thân nữ họ. Họ nói họ là đẹp, họ là khôn khéo. Ra thân nữ khổ quá chừng. Bảy đời chết đi sống lại mới làm nam. Nam ở cõi này cũng khổ. Phải về làm đồng nam kìa. Làm cái người ở Tây. Thì mới gọi là an vui. Mệnh chung liền được nam thân. Nếu người chán niệm Phật giảng sanh, họ muốn đời sau để mà làm thân nam, thì trong một đời này họ in kinh, họ làm phước, thì không đợi một đời sau họ làm thân nam. Hôm bữa có cô đó, cô nói vãng sanh chắc khó lắm. Con sanh, con nghĩ chắc con sanh về cõi lành thôi, chứ con vãng sanh cực là khó lắm. Về cõi người hoặc cõi trời. Thì giảng nhàn văn sao Ấn Tổ có nói, nếu mà mình làm người trở lại đó, thì khó hơn là sanh về cực lạc. Sanh về cực lạc phải khó chứ, phải tạo nhiều thiện căn phước đức mình mới về được, chứ sao mà làm lại là sanh làm người khó hơn. Ở đây mới phân tích trong văn sao cho cổ nghe. Sanh về cõi trời phải làm 10 điều thiện gọi là thượng. Cõi người phải làm 10 điều thiện mà trung thiện. Sanh với cõi Atula phải làm 10 điều thiện mà hạ thiện. Mà tự khó vô cùng. Khó, cực kỳ khó luôn. Mà còn mình làm thiện mà mình nguyện sanh Tây Phương dễ hơn. Khi bà đó, bà không muốn phản sanh, mà muốn đến kiếp sau làm người, đời sau làm người, thì Ấn Tổ nói bà làm người. Đôi khi bà muốn làm người cho coi chừng nó rớt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn bà nguyện sanh về cõi Tây Phương cực phước đức nhân duyên. Nếu làm người sanh vô cõi trời thì đặc biệt. Cũng như là làm bác sĩ mà học không tới, sĩ nó còn đặc biệt hơn những người mà sinh học muốn học làm y sĩ rồi coi chừng nó rớt xuống làm y sĩ vậy. Cái thứ chín là vĩnh viễn xa lìa đường ác. Kinh thì ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh là không có phần của mình nữa. Thường mình thích in kinh, mình tiểu kinh cho người khác tụng á, thì ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đây là ba đường ác. Mà ba kêu ba đường ác đó là tham sân si. Ba cái quả để con người đi vào đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà cái nhân để sanh về đường thiện mà tối thượng thiện Tây Phương Cực Lạc đó là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Có nhân quả hết à, vĩnh viễn xa lìa đường ác. Thường thích in kinh thì người này không có sợ đọa vào đường ác. Vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy. Nói về cái phước của chúng tôi thì thực sự hôm nay nói anh em huynh đệ ngồi đây với quý Phật tử của khắp nơi trên thế giới nghe là cái chúng tôi gọi là bạc phước. Có như là phước báu nó cạn mỏng vô cùng. Sanh trong gia đình cũng nghèo khổ. Buôn bán bánh hỏi mà 40 năm gây ghen bánh hỏi, một năm mà dư được vài cây vàng, có khi được một cây vàng, khổ cực vô cùng. Thực sự chúng tôi đi xuất gia cũng vất vả, thiếu thốn bệnh hoạn. Cái lúc mà ở chung với ông cụ năm 2000 cũng thiếu thốn. Tự thân của mình đi dậy đi cúng, làm đủ kiểu, nhưng mà 7 năm trời vẫn thiếu thốn là thiếu thốn. Bình ga không có tiền mà mua luôn. Bây giờ mình nhìn lại mình thấy là coi như cái phước báu mình đời trước cũng cạn mỏng mà đâu mình tạo phước báu. Sau đó nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói là nên ở tại nhà niệm Phật đi. Đi, nên phóng sanh đi. Nên giảng pháp đi. Nghe vậy cái bắt đầu mình làm theo. 2007 đến 2010 bắt đầu là gì? Thấy cái sự khởi sắc nó có. Họ đến họ cúng dường, rồi quý thầy nghe đĩa. Hôm nay tất cả các thầy dưới này, các Phật tử, cũng như là tất cả các thầy ở trên chùa Quán Âm là gần như nghe đĩa của Giác Nhàn hết. Mới đến, bắt đầu từ từ nuôi các cụ, xong giờ nuôi lo lắng cho các thầy, thành một cái đại gia đình. Mà đến hôm phí cũng khá lớn chứ không phải nhỏ. Tiền điện không cái là 50 mấy 60 triệu, tự động tài khoản phải trả điện lực. Chưa nói ăn uống bệnh hoạn, tất tần tập mọi thứ bình thường rồi. Vậy mà dịch bệnh thế mà họ vẫn có phát tâm họ cúng dường, không vãn kêu gọi. Mình than vãn, mình kêu gọi, mình không lo tu mà mình cứ đi nương cậy mà thực sự không có đâu. Trong mạng không có thì kêu kiểu gì cũng không có đâu. Chân thật lo tu đi. Cho nên thành ra chúng tôi tin vào những công đức in kinh này, công đức phóng sanh. Điều nói là gì? Sanh vào cõi thiện. Tuy rằng mình hiện tại mình chưa sanh vào cõi thiện, nhưng mà tướng của mình khác hẳn, thay đổi. Đó là cái việc mà hôm nay nói về cái công đức in kinh như vậy. Giờ nói đến những cái lời khai thị của Ấn Tổ mà trong thi kệ. Hôm nay có những cái đoạn mà thi kệ nói về nhân quả của Tổ sư Ấn Quang. Cái kiếp vận, tức là do cái kiếp vận, tức là cái con người mình tạo những nghiệp xấu ác nhất, cho nên sanh ra dịch bệnh. Đây là đang thời vận mà kiếp vận của con người mình bước vào cái ngưỡng cửa mà coi như là nguy cấp.
nguyên do từ đâu này trong thi kệ nói thì mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc thi kệ tóm yếu của Tổ sư Ấn Quang, kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể quý đại chúng cũng như là quý liên hữu tiếp trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp ngữ lời bài tóm yếu của Ấn Quang đại sư, Tổ Tịnh Độ Tông thứ 13, luận về kinh dạy Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát pháp nên đã đoạn ác nhân, tội chướng diệt trừ, công đức viên dung, cơ thì tụ thành Phật quả. Chúng sanh tạo ác nhân, không muốn ác quả, rằng nhân quả như bóng theo hình. Kẻ ngu si vừa làm chút ít việc lành, mong đợi gặp được nhiều đại phước. Khi nghịch cảnh đến liền cho rằng trái ngược, không tin nhân quả, thoái thất sơ tâm, lại sanh ra bài bác pháp. Nào hiểu được hiện sanh và hậu báo, quả thông ba thời do tạo, thì cũng do tâm chuyển đổi nghiệp trần hoàng. Vương nghiệp thương mấy ai biết gốc nguồn, chính từ việc tắc khiết phò tá vua Thuấn Vũ. Nhãn viên minh thấy nhân duyên đầy đủ, thiên nhãn thanh văn chỗ thấy có. Huống chi là con mắt của phàm nhân, chỉ thấy được việc xảy ra trước. Kinh Kim Cang dạy rằng, nếu có kẻ trì kinh gặp người chế nhạo, người xưa sẽ đọa vào ác đạo, nhưng vì bị người khinh nên nghiệp cũng sẽ chứng thành quả Phật cũng do tâm, khiến nghiệp địa ngục chuyển xây. Phải biết rằng kẻ ác mà được phước, phước báo kia đời trồng. Phước càng lớn hơn nếu biết giữ thiện tâm, nếu làm ác phước siêu tán. Ví như con nhà giàu ăn chơi phóng đãng, chưa đói nghèo bởi gia tài, việc tán gia bại sản có hẹn ngày, hiền gặp dự hiền cũng như đã nói. Vui thuận theo thời chẳng màng giàu sang nghèo, ngày lo việc tích đức tu thân, tận tánh là sống tận thiện với phú bần thọ yểu, nhân quả chưa từng thiên vị. Khi việc đến thì rộng người trí, ví như trong hình ảnh hiện mặt gươm, kẻ ngu thì bận bị với thương, người trí biết chỉ là gươm in bóng. Thân khẩu ý tạo tu đức trọng, mà cũng là ba cánh cửa ngục môn, lấy pháp quả như tảng tu thân. Khi thành tựu đạo thượng cầu hạ hóa, vào pháp thân là chìa khóa, mạch đạo thánh hiền dấu ấn thiên thư, nếu xử lý chẳng thể truyền lưu, nên phải biết kính lời và trọng chữ. Nay quen xem thường văn tự, giấy bút thừa hí hoáy chuyện nhảm bàn, ý mua danh bán tiếng với những kẻ rảnh rang, làm nhơ nhuốc văn chương nghĩa. Phải tự biết rằng với văn tự hữu hình không được làm ô uế, văn tự vô hình như trung tính nghĩa nhân, mang theo bên mình cho hết đoạn, khéo kẻo lạc đường mê xa bổn tánh. Số 3. Nguyên do của cái khổ trong sa bà chẳng thể nào tính kể. Thiên tai binh lực dễ giết người, ác nghiệp chiêu cảm ác báo vạn vạn đời. Mau cầu vãng sanh lạc quốc, trở lại ta bà với thần thông đại lực, trên cầu giáo hóa chúng sanh. Đó là nguyên do cầu được vãng sanh. Người sẵn dành quả ác, lúc thọ quả báo lại tìm đường chống bán, thương qua lại chẳng khi dừng. Không biết rằng nguồn gốc chẳng phải bỗng dưng, quả ác đã nhiều đời trồng cấy. Đời loạn lạc người trí kẻ ngu, trách nhiệm của riêng mình đứng giữa nhân gian. Đầu đội trời chân đạp đất, dùng nhân ái xóa tan niềm cừu hận. Người quyền lực phải yêu thương, cảm tạ dân đen thân trại nắng chan mưa, bưng chén cơm ăn nhớ nỗi quê mùa. Lòng nhân đức cảm hóa muôn đồng chủng, trên không giữ dưới sẽ không tùy thuận, giết hại nhau thân mất nước há còn. Mãi thống khổ lầm than,
dùng đạo lý như ngọn cờ chánh giáo, đã nên nêu gương hiền thảo, khiến kẻ bằng cùng cũng biết sợ quả nhân thánh hiền giúp vào việc dạy dân trên dưới thái bình, người người an lạc. Cư sĩ Bạch Cư Dị, trích trong Tam Biên quyển 2, lá thư số 270. Cư Dị nói: ta 71 tuổi chẳng còn chuộng ngâm nga, xem quả làm phước sợ bôn ba, lấy gì độ tâm nhãn một di đà, đi cũng a di đà, ngồi cũng a di đà, rảnh rang bụi chẳng bỏ a di đà. Chiều tà đường còn xa, đời ta quá, sáng tối thanh tịnh tâm, chỉ niệm a di đà. Người thông ta càng niệm a di đà, đạt thì sẽ ra sao, không đạt lại nguyện khắp pháp giới chúng cùng niệm a di đà. Nam mô a di đà. Trong này tổ sư Ông Quang có nói về cái nhân quả thông ba đời. À, nói thông ba đời chứ cái nhân quả đó thì đời nhiều kiếp của quá khứ mình nhìn không ra. Thiên nhãn là con mắt của chư thiên đó. Đời trước nữa mình làm gì thì thiên nhãn. Còn nhục nhãn như mình nè, mắt thịt mình đây nè, do vô minh che đậy cho nên nhìn được một đời thôi. Đời này biết đâu là cha, là mẹ, là anh, là em, cô, bác, dì, vợ chồng này. Mà súc sanh á, cái loài súc sanh á, gà, vịt, heo, chó đó, thì nó không biết một đời luôn. Một đời cho nên con gà nó không biết gà mẹ là mẹ nó là ai. Cho nên thành ra con gà đẻ ra lớn lên nó vẫn đạp mái như bình thường. Con heo con lớn lên nó không biết heo đó là heo mẹ, nó nhảy nào. Đúng không? Cái chỗ này là cái chỗ mà hôm qua chúng tôi nghe Ấn Tổ nói thiên nhãn chỉ nhìn ba đời. Pháp nhãn của Thanh Văn á, thì được 500 đời, 1.000 đời. Nhưng mà viên minh ngũ nhãn, viên minh của hàng Đăng Địa Bồ Tát, cái hàng Đại Bồ Tát của Phật á, thì thấy vô lượng đời kiếp. Có cái ông đó, ông quá lớn tuổi rồi, cái thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế đó, xin quy y. Thì các vị A-la-hán ra nhìn thấy 500 đời quá khứ, ông không có một chút xíu gì căn lành với Phật. 500 đời của quá khứ không có gieo một chút gì căn lành của Phật Pháp. Cho nên thành ra các vị A-la-hán á, tôi gặp Phật, ông ngồi ở ngoài cửa Kỳ Viên Tịnh Xá, ông gào, ông khóc lên. Đức Phật nghe xong, Đức Phật rồi cho ông vô quy y, xong cái là ông muốn quy y mà, quy y xong cái nói pháp cho ông, cái ông nghe. Thì các vị A-la-hán hỏi vì sao ông này không có căn lành. Quá khứ ông không có một chút xíu gì căn lành mà sao, vì sao bây giờ ông lại có nhân duyên mà ông lại sẽ chứng quả. Thì Đức Phật nói ngũ nhãn, nói về cái pháp nhãn của Thanh Văn, ông chỉ thấy 500 đời. Còn vô lượng đời kiếp trước là ông này ông bị hổ đuổi. Cho nên thành ra ông sợ, ông leo lên cây, ông chỉ nói là chỉ đọc một câu Nam Mô Phật thôi, mà từ vô lượng đời kiếp trước như vậy, hôm nay gặp lại Đức Phật Thích Ca quy. Hôm nay mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là cái công đức này, giống vô lượng đời kiếp trước lỡ mình tạo nghiệp ác mình đọa đi ngục phao thì mình cũng sẽ gặp Phật. Ông này chỉ niệm một tạo quá chứ không phải bằng tất cả tấm lòng ông niệm, ông vì hổ đuổi mà ông niệm Nam Mô Phật. Như vậy là nguồn của Phật Thích Ca Mâu Ni thấy ông này vô lượng đời kiếp trước qua khỏi 500 đời luôn, ông có gieo một cái căn lành, đó là do họ. Bây giờ ông được quy y với Phật, ông được gặp Phật. Mà các vị A-la-hán ngăn cản rồi mà thế mà do ông niệm Nam Mô Phật. Thấy cái nhân duyên của đời quá khứ quan trọng không? Qua Đi Long đi lên, thầy Long thì kia có một số mấy anh em. Hay gì do Giác Nhàn kể, nói chú Đức thực sự ông này ông là giờ ông vô cũng khá lâu rồi đó. Cũng 5, 7 năm, 9, 10 năm rồi mà ông thích làm cư sĩ. Cái bữa ông đi chạy về cái Giác Nhàn mới nói ăn về chưa, ông kêu trưa đi về 1 giờ cho nên lót dạ cái bánh tiêu. Giờ chiều rồi ăn cái gì nữa, ông kêu ăn gói mì lót bụng nữa tối ngủ là xong. Sống đơn giản, vẫn rất bình thường, đi chân không mà chạy xe ben của mình coi như là chở vật liệu về, coi như là dưỡng lão dưới đó, với bao nhiêu công việc là coi như là làm mà lúc nào cũng vui vẻ, không bao giờ cằn nhằn cử nhữ, không bao giờ mà than tiếng mệt. Kinh khủng như vậy. Cho nên này Long nói anh nhiều đời, vô Tam Bảo là coi như ông phụng sự cho Tam Bảo quên thân mình. Rồi chú Hiền, Nhận Hiền, một số mạnh đó, cho nên thành ra là họ ít làm phiền những người khác, mà họ làm việc rất là tốt. Họ có nhiều đời, họ có gieo căn lành rồi. Thiện căn của họ rất là sâu dày rồi. Ra cái nhân quả của Phật Pháp mình đó, thì nhiều đời, nhiều kiếp về. Các gia đình đó họ
họ biết Phật pháp nhưng mà chưa có hiểu sâu. Cho nên cổ con họ đó, họ làm gà dịch đồ này nọ, rồi họ mời một vị hòa thượng này là chứng được cái thiên nhãn đó. Thì nhìn vô thấy đời trước đang nằm ở trên cái dĩa đó luôn. Rồi con heo đó là ông nội luôn. Nói những con súc vật đó là người thân bằng quyến thuộc, hôm nay gia đình giết, giết cha mẹ quá khứ để đả cha mẹ trong hiện tại. Thì ổ sao mà giết con gà ông nội bà nội, giết gia đình như vậy? Thì gia đình kêu, ổ sao mà hòa thượng mới nói cái chết của gia đình ông nội bà nội sao, bây giờ đọa làm sao? Ngài chứng thiên nhãn, ngài thấy con người đó chưa chứng là cái gia đình mà đang đãi để đám cưới đó đó. Thì gì? Thì đâu có thấy, cho nên hình giết bình thường. Ông nhìn thấy ông chồng ông kêu là hai người này đời trước là cha mẹ, coi như là đời trước là không phải là vợ chồng, đời trước là coi như là người thân bằng quyến thuộc á. Con cái nếu mà đứng mà về mà con mắt của thiên nhãn là nhìn thấy ba đời thôi, thì thấy đời này đời trước là gì? Anh em á, anh em ruột thịt á. Cho nên đứng về con mắt của thiên nhãn mà nhìn về cái việc mà người chứng thiên nhãn thì mình đang loạn luân á, loạn luân của những đời về trước. Đời này thì cho phép, mà thực sự mà nhìn sâu xa là bây giờ con phải không, đời trước là cha mẹ con mình bị vậy, mà đời trước là cha mẹ mình. Họ chứng thiên nhãn được, họ thấy ba đời, chắc là thấy 500 đời của quá khứ luôn. Cho nên nói về pháp nhãn và thiên nhãn thì mình đôi coi chừng loạn luôn, nhưng mà cuộc sống vẫn cho phép như vậy. Nhưng mà mình thực sự là chỉ có là phàm phu, thì mình xuất sanh á thì nó tệ hơn nữa, thì nó không thấy một đời luôn. Gà vịt heo chó đẻ ra lớn lên là con cái, con heo con với heo mẹ là chuyện bình thường, nó có biết gì không? Đâu biết đâu, đúng không? Hồi xuất sanh thì cái phước họ quá kém rồi, si mê nó quá sâu dày và nó không còn hổ thẹn, không biết cha mẹ gì luôn. Này, con người mình cũng có cái loạn luân và không biết điều này nhiều lắm. Báo cũng có đăng mà chúng tôi cũng có nghe đâu luôn, ăn nằm luôn, quan hệ với nàng dâu luôn, rồi con cái coi như là quan hệ với những người là cha mình nha, bây giờ là gì, là thành chồng. Có trong đó nhiều lắm. Khi nó khởi lên thì nó không phân biệt nữa, nó si dại mất tiêu rồi. Cha ruột hành dâm với người con gái của mình luôn, có trong đó. Họ không có còn một cái lương tri, một cái hiểu biết giống như súc sanh. Thì Ấn Tổ nói đời này là súc sanh thì đời sau phải là súc sanh, chắc chắn là như vậy, tuy rằng mang thân người thôi. Ghê không? Nhân quả nó có, nhưng mà súc sanh thì không thấy một đời. Đời thiên nhãn thấy ba đời. Trời ơi, nghe trong văn sao Ấn Tổ nói pháp nhãn của hàng thanh vậy, còn ngũ nhãn viên minh của Phật là thấy trăm ngàn vô lượng đời kiếp. Mình làm gì làm luôn. Kinh khủng chưa? Hay cực kỳ trong văn sáng, nó nói hay lắm. Về cái việc giới sát, việc giới sát sanh thực sự là khó giữ. Nếu người quầy đời mà thực sự mà quan hệ làm ăn để mà đối tác với nhau, họ mời đi ăn mà mình không ăn thì coi như mình chê rồi mình thì thực sự là khó khăn về cái việc ăn chay. Nhưng mà có một số mấy cái vị mà chúng tôi biết nổi tiếng như ông giám nhà mấy tôn bông sen mà cổ phần mà ông Hoàng Lược mà ông Vũ đó, một ngày tiếp khúc đối tác công việc thế mà vẫn gì mấy hộp đậu phụng ăn chay, quyết định ăn cái phước báu, vừa là có phước báu vừa là biết tu tập nữa. Cho nên giờ ông xây một cái chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen ở dưới quá trời lớn luôn, và ông ở đó ông tu tập. Người mà có phước báu họ rất dễ tu, bởi vì họ có vật chất, họ có địa vị, họ thực sự mà họ muốn tu được cả ngang thì thực sự cái cách như ông Tôn Hoa Sen đó, ông làm cái chùa rất là dễ dàng. Nhiều lúc một số những người thiếu phước báu làm rất là cực vả vô cùng, không có điều kiện kinh phí, mà ông làm rất là dễ dàng, mà ông không có chịu hưởng phước, ông chỉ lo ông làm những cái phước báu này nó rất là thù thắng. Còn những người mà hầu như là họ có phước là bắt đầu họ ăn chơi sa đọa ác nhiều lắm. 10 người chỉ có 1-2 người họ tin họ có phước báu để họ gieo trồng tiếp, còn hầu như là hưởng phước tạo nghiệp xấu ác, không chạy thoát khỏi. Tổ sư Ấn Quang có khai thị về cái vấn đề nghiệp sát. Một bữa nay mỗi chủ nhật mình phóng sanh 10 triệu, cứ một tháng đều đạt 40 triệu. Trên chùa nhiều lúc có Phật tử như giờ rồi đây có cúng 15 triệu phóng sanh hồi. Còn bây giờ mỗi ngày mà chúng tôi đi 2 triệu đó thì nước nó cũng bắt đầu vào mùa nắng nó khô rồi, nên tập trung vào phóng sanh ngày chủ nhật thôi. Nhưng mà bắt đầu tuần sau thì phào khổng ra làm lễ phóng sanh, mỗi chủ nhật cho đều đặn như vậy. Và thường phóng sanh này chúng tôi còn giảng đó, thì nhiều lúc mấy anh em lo lắng cái việc mà giảng trực tiếp này rất vất vả,
nhiều lúc nó lui, cho nên thành ra riêng cái chủ nhật này có dỗ mẹ thầy Minh, với hai nữa là chúng tôi có truyền cái là đang quay một cái máy bên ngoài để cho quý Phật tử biết đó. Thì nếu mà chủ nhật sau mà giảng đó thì thường chủ nhật chúng tôi sẽ dành thành cái đĩa riêng thôi, còn phóng sanh sẽ quay trực tiếp. Hôm bữa có nghe tổ sư Ấn Quang nói về cái công đức của Phật lực một chút xíu. Chúng ta nói về cái công đức Phật lực này một chút mà ngài ví dụ cái hình tượng này, cái biểu tượng này và ví dụ cái điều này nghe rất dễ hiểu mà rất là thù thắng. Ngài sông cái Trường Giang mà bên Trung Quốc có cái sông cái Trường Giang nó lớn lắm. Mà nếu mà sông cái Trường Giang vô biển cả nó chỉ là sông thôi đó, thì dầu cho nó lớn gì đi nữa mà so với biển cả là không ăn thua rồi. 100 gram vậy đó. Nghĩa là người mà có thiện căn sâu dày đó mà người ta không lực á, thì thực sự họ cũng không giải quyết được cái chuyện liễu sanh thoát tử đâu. Ngài ví dụ thêm một cái nữa đó là một chén nước hoặc một giọt nước thôi mà nó hòa vô trong biển, thì cái chén nước một giọt nước này nè chung với biển cả nó là một, mà cái nước của chén nước một với biển cả là một rồi đó, thì cái sức mạnh và cái ảnh hưởng của cái biển cả này thấy nó lớn cỡ nào biết không? Đại hải lớn lắm. Cũng vậy, hàng phàm phu mà nghiệp chướng sâu dày á, ngu dốt si dạng tưởng Phật lực mà chịu niệm Phật rồi, giống như giọt nước, chén nước có hòa với biển cả. Cái nguyện của mình, cái niệm hòa với cái niệm của Phật, với cái nguyện của Phật, với cái hạnh của Phật rồi đó. Thế thì cái người này liễu sanh thoát tử có Phật. Thấy không? Tháp môn niệm Phật đặc biệt là cái chỗ này, là nương vào Phật lực, muốn nhập Phật vào Phật lực. Ví dụ cái này nó quá hay. Sông cái Trường Giang cho những người có căn lành sâu dày, họ có thể tu thiền, họ có thể tu mật, họ tu giáo coi như là hết, nhưng mà để mà liễu sanh thoát tử thì họ tự lực họ làm không nổi trong đời này đâu. Cho nên các hàng đại Bồ Tát cũng phải Quan Âm, cũng phải để Đức Phật Di Đà trên cái trán mà để biểu tượng rằng lúc nào cũng phải nhớ Đức Phật Di Đà gia trì, dầu cho là cổ Phật phân thân vô số hiện Phật thân thuyết pháp thanh văn giác rồi tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, tất cả các thân đều hiện hết, thế mà luôn luôn cũng phải thấy cái sự gia trì lẫn nhau. À. Bao đời đà tích lũy, muốn thế giới an bình thời thời thạnh trị, hãy bỏ đi thân thịt cốt tủy nấu hầm. Nếu có người hỏi rằng sao không lo cho người bận chết, thì phải biết đó chính thật là lo cho người vậy. Tránh giết hại thì chẳng bị người, không bị nạn quỷ thần đạo tặc oan ương, không giết chúng sanh bồi đắp. Tình thương đó chính là tình thương đồng loại. Muốn thế giới không còn dịch bệnh, không còn lũ lụt, không còn chiến tranh, không còn dập cướp, không còn thù hằn, không còn loạn luân, gia đình an bình thịnh trị, thì nên ăn chay kiêng giết phóng sanh trên bếp đừng nấu lửa. Trong văn sao nói ý vậy đó. Hôm nay mọi người ngồi ở đây, gia đình mình thì ăn chay hoàn toàn rồi đúng không? Còn nói những cái gia đình mà hiện tại họ đang ở khắp nơi trên thế giới, người nghe lại cái đĩa này, nếu mà thực sự trong bếp họ không còn rang chiên hầm nấu cốt tủy xương thịt chúng sanh nữa thì sao? Đúng đường để đi rồi, hạnh phúc an vui rồi. Nhưng mà gia đình không phải là họ muốn là được đâu. Cha mẹ không thích, giống như cái bà mà trong văn sao Ấn Tổ kể chuyện đến ngày sinh nhật bà là gà dịch lũ khủ để chuẩn bị để bà giết đó. Tối nằm mơ là bà thấy coi như là cái người mà đầu bếp lọc vẫy, thì trong người bà cũng giống như là bị lọc vẫy, cắt cổ con dịch lấy bà giống như là cắt cổ vậy đó. Kinh khủng, mới suy nghĩ ra thôi mà nghiệp báo hiện tiền liền, chứ đừng có nói để chết. Kinh khủng không? Rõ ràng gia đình mà muốn an bình thịnh trị, an vui gia đình không xào xáo, cái chuyện ăn chay kiêng nấu chiên rang thịt chúng sanh nữa là gia đình nó an ổn. Giờ chúng tôi nói một chút xíu lúc trước, chị Cúc thì bà có chồng sớm à. Lúc chúng tôi ở ngoài đời, ở nhà thì chỉ đi có thôi cái gia đình của chúng tôi, không phải chúng tôi nói xấu, lúc đó đâu có gặp văn sao, đâu có gặp lời kinh, lời Phật, lời tổ. Thôi gia đình cứ lộn xộn, ông cụ, ông tối, thường buổi chiều là cứ kêu tèo, là chúng tôi mua mấy xị rượu về, bắt đầu là mua mấy xị rượu về, cái ông già, ông uống mấy xị vô, ông tôi nói cho má, má mày cứ câu nói hoài, má mày cứ nói, già bà già bất bực quá trời, bà đi làm nhè nhè, lè nhè, uống rượu vô đó. Thủ nhập tâm rồi đó, giống như hổ nhập lâm. Trời ơi, tôi nói cái đình nó khổ gì mà nó khổ, mà chúng tôi đứng cái nhìn lên trời lưng, gia đình cứ khổ vậy hả ta. Thì ông uống rượu thì bị có mồi, ông nhậu, rồi bà cụ cũng đâu biết ăn chay đâu. Trời ơi,
nó thê lương khổ đau, mà không biết cái gia đình nào bây giờ giống như gia đình chúng tôi, ăn chay đi, tu yên ổn. Lúc đó khổ quá, bắt đầu đi tu từ từ, gửi kinh sách về bà cụ, bà tu lần lần, bắt đầu Phật quá, thay đi tu, rồi bắt đầu gia đình bắt đầu nó yên ổn. Nếu không có đạo Phật bây giờ, chúng tôi nó không biết lầm than kiểu gì, không có đi tu thì không biết giờ chúng tôi khổ ra sao, gặp mụ vợ chắc nó hành mình cũng chẳng ai cũng không? Có được mấy đứa con mà lo cho nó đủ mấy cái miệng tàu hạ miệng đó cũng chết. Bây giờ vô Phật Pháp, mấy anh em sống trên đó gần cả trăm người, mấy trăm bà cụ dưới này, mấy anh em mình sống họ đại gia đình an vui vô cùng. Vậy mà để mấy đứa ra mà lo cũng chết luôn à. Còn vậy mà về đây hết trơn, cũng là con thôi gì đâu, cũng con thầy thôi. An vui vô cùng. Không phải chúng tôi nói như vậy là hãnh diện khoe khoang, mà nói đến cái chuyện đây là mình làm theo như lý lời Phật dạy. Rồi chừng mấy anh em lớn lên, rồi mấy anh em có điều kiện, có nhân duyên Phật bổ xứ, mình đến một cái nơi nào mình có y theo con đường lối của chúng tôi, bố thí cho những người nghèo, rồi in kinh phóng sanh, rồi mình niệm Phật. Đường mà mấy anh em đang được nung đúc trong cái lò này, rồi mấy anh em cũng sẽ thành tựu được đạo nghiệp, có một cái gia đình 5 người 3 người, thấy không, một vài trăm người cứ sống đúng theo cái lời Phật dạy thì an bình không, quá an bình. Cơm đó, cả cơm lẩu đồ thức ăn đã xuống ăn, vậy mà không đi làm một cái gì, kiếm một đồng bạc nào người cũng dường. Bởi vì mình cho họ món ăn tinh thần, dẫn cho buổi thời dẫn chúng, nói cho họ theo thời tiết pháp, họ tùy hỷ, họ cũng dường lại. Mình cho họ cái pháp, họ cũng dường lại cái tài, coi như là thôi yên vui vô cùng, đúng không? Đó. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi nói con đường mà coi như là đúng như lý như pháp, phải an trụ trong con đường này đến cuối đời. Rồi hết đời này rồi bắt đầu tiếp tục ở bên đó. Mục tiêu mình là vậy. Mục tiêu mình là đi như vậy. Có hướng như vậy. Không sẽ dịch cái mục. Mình đưa ra cái phương hướng mục tiêu rồi mình cứ đi theo mục tiêu đó thì nó tới đích thôi. Đúng không? Làm sao không tới đích? Giờ nghe đến cái đoạn Ấn Tổ khai thị về cái việc phóng sanh ăn chay này. Cái này là chúng tôi soạn ra trong văn sao thì mình đọc ha. Rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà. Theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của tổ sư. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Quang khai thị về kiên giết phóng sanh ăn chay, trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Số 1. Thiên hạ loạn lạc, kẻ thất phu phải có trách nhiệm. Ai nấy dốc tấm lòng thành, ai nấy tận lực hiếu đệ, ai nấy làm điều giúp đỡ kẻ cô quả, cứu kẻ hoạn nạn, thương xót kẻ nghèo, kiên giết ăn chay, niệm Phật. Người có thiện cảm, trời ắt ứng phước, tự nhiên gió hòa, dân yên, vật mạnh. Quyết chẳng đến nỗi trời thường giáng các tai nạn, lục, hạn, ôn dịch, châu chấu, gió lốc, động đất, vân vân. Thời tiết điều hòa, nhân dân lạc nghiệp. Số 2. Phải biết rằng phóng sanh chính là để ngăn ngừa, muốn tránh giết chóc thì phải bắt đầu bằng ăn chay. Nếu như ai nấy đều kiên giết, đều ăn chay, thì nhà nhà tu tập từ thiện, người người tuân hành đề cao lễ phong tục thuần mỹ, khí hậu điều hòa, mùa màng sung túc, có đâu đến khởi, kẻ này người kia tàn hại lẫn nhau. Đấy chính là nhiệm vụ căn bản thanh tịnh đúng đắn để vãn hồi thiên tai nhân hòa. Phàm những ai yên vui, thân tâm khang ninh, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, sự việc phóng sanh, kiên giết, ăn chay, niệm Phật thì cầu gì lại chẳng được. Sẽ biết rằng các loài vật từ vô thị đến nay cũng từng ở địa vị cao sang, tôn quyền hiển hách, chẳng biết mượn oai quyền để ban bố ân đức, trái lại cậy quyền khiến cho ác nghiệp chất chứa như rừng, đọa trong dị loại, miệng chẳng nói được suy nghĩ, thân không tài khéo nên mắc phải nạn này. Tuy thịt mềm bị cưỡng đã đành, nhưng oán hận đã kết, há chẳng đời đời kiếp kiếp lo báo thù cái oán. Số 4. Ví dụ con người chẳng nghĩ đến nỗi khổ của những con vật, lẽ nào chẳng sợ oán nghiệp kết sâu, thường bị chúng giết lại hay sao? Lại hại loài vật của trời, trời sẽ đoạt mất phước thọ của mình hay sao? Người nào biến thuộc đòn tù, thọ mạng dài lâu, thân tâm yên vui, các duyên nên phát tâm đại bi, thực hành phóng sanh, khiến cho thiên địa, quỷ thần,
Hãy tấm lòng thành thương loài vật của ta sẽ khiến cho những điều mình mong mỏi được thành số năm. Nếu cậy mình có tiền tài, mình có trí lực, bày ra đủ cách bắt lấy hòng thỏa mãn bụng miệng mình, chẳng kể đến nỗi thống khổ của chúng, hả còn con người đứng cùng trời đất thành tam tài chăng? Nhưng ta với chúng cùng trong từ vô thị đến nay, cố nhiên chúng đều là cha mẹ anh em thề thiếp ấy của mình, mình cũng là cha mẹ anh em thề thiếp con cái của chúng. Mỗi trong khi làm người hoặc lúc trong dị loại từng bị ta giết, ta cũng bị, hoặc trong lúc làm dị loại từng bị chúng giết, làm kẻ oán người thân giết hại nhau. Số 6, ta nay may nhờ phước thiện đời trước, sao người tất nhiên nên giải trừ oán hận, tháo mối trói buộc, kiên giết phóng sanh, hết thảy những loài có sanh mạng ấy đều được yên ổn, lại còn vì chúng nó niệm phật đồ khiến chúng được độ thoát. Nếu như chúng nó nghiệp nặng chẳng được sanh ngay, đức từ thiện này chắc chắn khi lâm chung sẽ vãng sanh Tây Phương. Đã vãng sanh rồi phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, dần dần quả. Thêm nữa, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ Phật vị lai, lẽ ra nên kiên giết phóng sanh, yêu tiếc mạng sống loài vật. Ý kiến thế tục cho rằng dâng thức ngon lành lên cha mẹ mới là hiếu, kẻ chẳng biết xử lý luân hồi lục đạo lầm tưởng đấy là hiếu, còn tha thứ được là người đã nghe Phật pháp, giết phụ mẫu thân thuộc quá khứ để phụng dưỡng cha và dùng trong tang tế vân vân, chẳng những chẳng phải là hiếu đạo mà còn nữa. Bởi vậy, do nghe nghĩa đế chân thật của Phật pháp, những người thông đạt làm theo những pháp quyền tạm của thế tục, bởi những pháp tạm bợ ấy chỉ thuận theo tục mà lập, chẳng phải là đạo thấy thấu suốt nhân quả ba đời của Đức Như Lai. Trong các ác nghiệp chỉ có sát nghiệp là nặng nhất, khắp dưới gầm trời không một ác sát nghiệp. Dù cả đời chẳng sát sanh, nhưng hằng ngày ăn thịt, tức là hằng ngày, bởi chẳng giết chắc chắn chẳng có thịt. Kẻ mổ thịt, kẻ săn bắt, kẻ đánh cá, cấp cho nhu cầu của người ăn thịt, họ giết hại thay cho mình. Nhưng một ải ăn thật sự là nguyên nhân chẳng nhỏ khiến chúng ta thăng hay trầm. Thiên hạ bình trị vậy, những ai yêu thân mình và yêu thương khắp cả mọi người trên cõi đời, họ an lạc chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, phải lấy việc kiên giết ăn chay bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân hòa. Số 7, khi con vừa liền dạy con trùng thứ nhân từ, kiên giết phóng sanh và những sự tích đời rành rành ngõ hầu tập thành tánh. Ngay từ lúc còn thơ đã chẳng dành nhẫn, các loài trùng kiến nhỏ nhoi lớn lên quyết chẳng đến nỗi làm điều khiến cha mẹ tổ tiên mang nhục lây. Số 8, lại như trong các giới dâm dối, kinh đều nói phải sanh tâm từ bi, tâm hiếu thuận, trong giới chẳng sanh cứu mạng. Kinh Phạm Võng dạy, hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người mẹ ta, đời đời chẳng lúc nào ta chẳng sanh ra từ họ. Vì thế lục đạo là cha mẹ ta, giết chúng sanh để ăn thịt chính là giết cha mẹ mình. Bởi đạo hiếu của Phật giáo gồm khắp tứ sanh lục đạo từ vô thị trước đến sau, chẳng thể đem chuyện chỉ biết một đời một thân ra so sánh được. Biết vậy rồi giết phóng sanh ăn chay niệm Phật thì làm sao trọn hết được đạo hiếu chí cực được nữa đây. Số 9, lại còn phải dùng lòng tín nguyện sâu Phật kiên giết phóng sanh, yêu tiếc tánh mạng loài vật, đừng làm các điều ác điều thiện, tự hành dạy người cùng tu tịnh nghiệp thì trí huệ ấy sẽ dần, nếu giữ được như vậy chẳng để mất vãng sanh Tây Phương thì huệ ấy càng dễ thuần, não hết sạch phước huệ viên mãn là huệ đã thuần đến cực điểm bèn viên thành. Thế nhân hay lầm tưởng mình có trí huệ, chẳng biết rằng trí huệ đó là vàng còn trọn chẳng sử dụng được, cần phải nung luyện cho tiêu sạch hết mọi tạp chất thì đại ý như thế, mong hãy dốc chí.
Người học Phật tận lực thực hành nhiệm vụ thế nhân đa phần miệng lưỡi nhanh nhạy, ăn nói hay ho, bóng bậy, trong bụng thối nát, thật đáng buồn. Số 10. Khi đứa con gái của ông Trương Chiết Tiên ở chồng, nhà chàng rể biếu một cặp ngỗng để làm lễ điện nhạn. Ông ta bèn sanh ở chùa Văn Thê trong núi Hoa Đình đã được 3 năm rồi. Cặp ngỗng của ông sáng tối khi đại chúng lên chánh điện tụng kinh, chúng đều đứng ngoài chánh điện vương cổ. Tháng 4 năm nay con trống chết trước, người ta cũng không để ý. Sau đấy cọ ăn mấy ngày, nó đến nhìn Phật, thầy Duy Na khai thị, dạy nó cầu vãng luyến tiếc cõi đời. Thầy ấy bèn niệm Phật mấy chục tiếng, ngỗng bèn đi nhiễu 3 vòng một cái rồi chết ngay. Do vậy ông Chiết Tiên bèn viết bài ký sự về cuộc cặp ngỗng trắng. Ôi lạ lùng thay, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, làm Phật ngỗng còn như thế, há lẽ người chẳng bằng chim ư? Nam mô Phật. Thưa quý vị, những cái đoạn này là chúng tôi ăn sao rồi trích lục ở trong Gia Ngôn Lục, trích từng đoạn. Và những cái mẫu chuyện như là cái mẫu chuyện của cái đôi cặp ngỗng này quý giá dữ lắm. Văn sao 3-4 bộ cuốn sách mà dày như vậy mà để ra những cái cốt tủy này ăn dữ lắm. Mà khi mình nghe được như vậy rồi mình sanh ra cái công đức tùy hỷ, đến cái việc phóng sanh nó thông ba đời, giết lòi súc sanh để cúng tế cha mẹ hoặc cho cha mẹ ăn, đó là giết cha mẹ của quá khứ để phụng dưỡng cha mẹ hiện tại. Mà lý luận đến cái chỗ này không? Kinh khủng luôn. Vậy cho nên hôm nay mình ăn chay được, mình thấy may mắn của mình đúng không? May mắn vô cùng luôn. Sao Ấn Tổ chỉ có ngài mới nói về cái việc phóng sanh nó xác quyết mà nó sâu sắc. Nói với pháp môn Tịnh Độ nữa thì thôi tuyệt. Lấy trì giới sanh trộm cắp tà dâm, đó là cư sĩ. Thêm các vị sa di 10 giới, không nằm giường cao, chiếu rộng, lớn xinh đẹp, nghe múa hát đờn kèn yến tiệc đông vui, không phóng son quần áo giải lụa tươi tốt, là thứ 8, là không ăn phi thời, không ăn chiều. Và đúng ra cái giới không phi thời là phải một ngõ cũng không ăn luôn, nhưng mà thôi, mình đây phương tiện cũng phải dùng buổi sáng để còn phải làm những công việc. Và cái thân pháp thân cho nên mình không có được như Phật, như các vị như là Ấn Tổ mà suốt 31 năm chỉ ăn một bữa trưa, thì mình phải cần thêm một buổi sáng nữa. Mà ăn sanh tâm hổ thẹn, ngưng lại thì thực sự đây là tốt, việc này rất tốt. Vừa rồi có hai chú là chú Đức Minh, cô Giáng Hương ở Sài Gòn có lên, cô nói hai đứa nhỏ mặt mày sáng sủa hoan hỷ. Nó mà có căn là cái phước báu nhân duyên thù thắng. Cổ đôi khi con muốn lên gần chùa để mà ở mẹ cổ, nhưng mà vì cuộc sống gia đình cho nên cổ chưa lên được. Cái thân cổ dưới đó mà cái tâm cổ cứ hỏi chùa chi, tâm cúng gạo lo công việc này việc nọ cho chùa, gần như cái tâm ở gần với trên chùa. Mà để chưa đủ duyên. Mà mấy đứa nhỏ này là nó mới nhỏ 8-9 tuổi, 9-10 tuổi mà được lên gần chùa rồi. Lên thế giới ngưỡng mộ hai đứa nhỏ mà còn không ăn chiều, nó gần chùa nó biết tu à. Cho nên thành ra là biểu pháp ảnh hưởng ngay. Vậy cho nên thành ra trong văn sao Ấn Tổ đó thì Giác Nhàn nói giống này, cũng như là ở trên chùa đang nghe trực tiếp đó, nên trân quý cái bộ văn sao này. Thì Giác Nhàn ăn sáng ăn trưa nghe văn sao Ấn Tổ và cái mẫu chuyện này hồi sáng nghe thấy coi như là cái đoạn này Giác Nhàn phải bôi đen. Kinh dạy chư là pháp giới thân vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh, vì thế lúc các ngươi thì tâm ấy chính là 32 tướng, 80 tùy hình hảo, tâm này làm Phật là Phật. Câu này sâu lắm. Đôi khi mình đọc lướt qua mình không hiểu nổi, rồi cuối cùng mình đọc hết rồi đúng không? Nhưng mà mình không hiểu nổi, mà hiểu là cả một vấn đề rồi còn thực hành nữa. Cái người họ niệm Phật tức là họ đi vào trong tâm tưởng của Phật. Tâm tưởng của Phật nghĩa là gì? Là Phật luôn luôn giữ người đó, gia hộ người đó. Còn khi mà họ bỏ câu niệm Phật, không niệm Phật nữa, thì họ ra ngoài rồi. Mà ra ngoài tâm tưởng của Phật rồi thì nghiệp lực nó đánh mình, nó hại mình đời không thấu. Bởi vì mình không vào được tâm tưởng của Phật, không vào được sự gia trì của Phật. Chứ nhất, niệm 5-3 câu, niệm tà tà, khi mà gặp nạn hoặc là bệnh đau, hoặc dồn hết vô trong đó cho không nghĩ được Đức Phật nổi.
Không niệm được câu Phật hiệu nổi thì làm gì vào trong tâm tưởng của... Mà người bình thường họ không khổ đâu, họ đang bình thường mà họ niệm được như vậy thì trong tâm họ đang tướng tốt 80 vẻ đẹp. Mà chỉ có nung đúc cái nhân thôi, mà họ về tới Tây Phương họ ho nở, tức là cái quả của cái tướng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp bắt đầu xuất hiện. Ngày này mình không đủ thời gian để mình đi vào trong tâm tưởng của Phật. Mình không có đủ thời gian để mình niệm, chỉ lung tung quá. Những chuyện không có đáng. Đáng lẽ cái tâm tưởng mình phải luôn luôn nghĩ để mình đi vào trong tâm tưởng của Phật để được cái sự gia trì của Phật. Mà khi được cái sự gia trì của Phật thì thân tướng này, trí phước báu này, là củ cải này, rồi cảnh giới này, nó đều thù thắng hơn hơn kẻ bình thường. Không hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Mà vì sao mình không làm được? Thứ nhất là không ai nói cho mình nghe, là người ta nói rồi mà mình cũng không chịu làm, đó là căn lành mình quá yếu kém, thui chột. Đó, trong kinh nói rõ ràng, ngày vẫn cái quán kinh nói, trong quán kinh là kinh quán. Khi mà mình niệm Phật tức là mình vào trong tâm tưởng của Phật. Mà khi vào trong tâm tưởng của Phật thì gì? Phật lực gia trì ngay. Để ý coi, đang khổ đau coi, niệm Phật cái tự nhiên khổ đau nó mất à? Phải tha thiết mình niệm. Khi nó mất đó tức là mình đã vào trong tâm tưởng của Phật và có Phật lực gia trì nó mới mất chứ. Chứ không nó hại mình cho đến đọa luôn. Mới cứ càng khổ là càng nghĩ ác niệm càng khởi lên. Cứ càng khổ đau là ác niệm càng khởi lên. Dễ sợ chưa? Dẫu cho không có chuyện gì hết đến với mình, chuyện ác niệm, bởi vì cái khổ đó nó làm cho cái tâm xấu ác mình nó khởi lên. Mà khi bắt đầu mình niệm Phật thì cái tâm xấu ác, nghĩ xấu những người khác, cái tâm ác đó nó mất. Thì có phải là được Phật lực gia trì vào trong tâm tưởng của Phật không? Phải. Vì sao mình không làm được? Không ai nói. Nhắc lại nè, dẫu cho nói cũng để ngoài tai. Niệm 5-3 câu chơi thôi. Ngày niệm lung tung lang tang. Mà đã không niệm Phật rồi á, thì người này phải niệm. Dẫu cho niệm thiện đi nữa, họ khởi tâm thiện đi nữa, mà thiện vẫn còn ngã mạn trong đó. Có những cái bậc mà họ trở về với cái thể tánh thanh tịnh, trở về cái tâm thường hằng thanh tịnh, tịch chiếu của họ, này mới không nghiền khởi ác lên. Mà cái cảnh giới này không phải dễ gì vào. Cái tâm mà thường thanh tánh tịch mà chiếu mà tịch, thì người này phải đại triệt đại ngộ. Còn người này chưa đại triệt đại ngộ niệm Phật thì người này phải là đang nghĩ ác. Dẫu cho đang đi làm thiện cũng là trong ngã mạn là ác đó. Cho nên Ấn Tổ mới nói là bỏ câu Phật hiệu bạn liền rớt trong lục đạo, liền rớt trong ác đạo mà. Như vậy bây giờ mình niệm bằng miệng niệm, gọi là tán tâm niệm Phật, vẫn có công đức hơn là mình không niệm. Nhiếp tâm mà định tâm niệm Phật có công đức hơn tán tâm niệm Phật. Đúng không? Chỗ này là cái chỗ sâu sắc. Biết chuyện này mà không niệm Phật là không có lẽ. Không có lẽ nào nữa. Mấy anh em nghe chưa? Nghe văn sao Ấn Tổ nói. Những cái điều này là chúng tôi liên hệ nhiều cái đoạn Ấn Tổ nói. Đó, bây giờ mình đang ngồi trong này, tự nhiên mình nghe bắt đầu cái bồ đề tâm mình nó kiên cố và cái thiện căn mình đúng không? Nhưng mà ra ngoài mà, rồi cái không ai nhắc nhở, nghĩa là 2-3 ngày sau mà không nghe, cái rồi mất, trở lại tâm phàm phu. Mà tâm phàm phu rồi là phải tạo nghiệp trong sát na luôn, dối nó liền như vậy. Ghê lắm chứ không phải đơn giản đâu, mình là phàm phu mà nó đang nằm ở chỗ mà nó nâng cao cảnh giới thì buộc người này phải là niệm Phật thôi, chứ còn vô cái kiếm mà tịch đại triệt đại ngộ thì đời này tìm không ra, mình không có cửa ra. Còn mà để không thì nó rơi trong niệm ác là vô ký, không nghĩ thiện không nghĩ ác, mà cái vô ký này nó bước qua cái ngưỡng cửa của cái thi niệm luôn, nhanh cực kỳ, giống như trở bàn tay. Mình hiểu như vậy thì mình phải rớt cho niệm ác, mà cái niệm đã khởi lên ác rồi thì nó cứ theo cái đà đó để bắt đầu đời sau nó phải. Đúng không? Chắc chắn là như vậy mà. Vì sao người ta lại có phước dễ dàng? Người ta niệm Phật rất dễ dàng. Ngày một phần là họ chịu khó, chịu thương, họ tha thiết, họ muốn liền. Người này cũng có căn lành đó, họ mới làm được. Còn không có căn lành họ làm không được đâu. Khó lắm. Thôi 10 trang mà rút còn lại 4 trang để tuần sau. Hết giờ. Bây giờ là giờ 27 phút để ra phóng sanh. Để tuần sau, tuần sau giảng sanh rồi làm cái đĩa để phát lên trên mạng. Lâu quá rồi chưa phát trực tiếp, hôm nay phát lên trực tiếp, mà mỗi lần phát trực tiếp thì chuẩn bị rất là vất vả, nhiều lúc nó rớt lên rớt xuống nữa. Cho nên hôm nay giảng trực tiếp để... mà thực sự hôm nay cái buổi giảng chúng tôi thấy thấm thía. Trong văn sao Ấn Tổ từng, nhất là chú Duyên, ông nói mỗi lần con xuống dưới phòng để duyệt đĩa lại là con nghe từng chữ từng, ông quay phim xong rồi xuống ông duyệt lại cái đĩa, ông nghe từng chữ từng câu trong đó nữa. Kêu nó thấm trong văn sao, nó thấm, tức là mình đang tưới
cái pháp bảo mình đang tưới cái pháp vị của văn sao vào trong cái thiện căn bồ đề tâm của mình, quý lắm, quý lắm. Khác giờ mình đi lòng vòng ở bên ngoài không, mình đang ngồi trong cái hội trường, trong cái đại chúng, cũng như ở trên chùa, nghe thấy nó khác hơn là mình không nghe không? Khác lắm, khác lắm. Trong người mình nó có một cái pháp vị trong đó, nó an vui trong đó. Nhiều lúc cái từ trường này nó cái kéo dài 2-3 ngày, 5-7 ngày rồi mình tiếp tục là cái an vui này nó cứ kéo dài. Cho nên cảnh giới cực lạc là gì? Thuần vui không khổ. Tức là suốt ngày nghe cái cây cũng thiết pháp, suối reo cũng thiết pháp, chim hót cũng thiết pháp, rồi Đức Phật suốt ngày chỉ ăn pháp vị thôi. Còn mình ở đây chỉ là ngũ dục, ăn với ngủ, ăn đoàn thực nhai vô thì no quá chịu không nổi, mà đói thì cũng chịu không nổi, thì cứ làm phàm phu mãi. Trên đó là gì? Họ tưởng ăn là có ăn, đó là tưởng của tâm tưởng thôi, chứ thực sự họ ăn cái pháp vị của Đức Phật pháp trên đó họ no rồi, thấy không? Cái cảnh giới nó khác như vậy đó. Bây giờ mình phải tập lần để gì? Để mà mình đi về cảnh giới trên đó, chứ không phải là mẹ địa ngục máu 9 tháng 10 ngày rồi ra làm kẻ phàm phu tục tử này nữa đâu. Làm một đời này thôi chứ không làm đời thứ hai nữa đâu. Định nó như vậy. Được chứ. Phật cũng là một phàm phu như chúng ta mà Phật thành Phật. Có người hướng dẫn. Còn mình cũng là một phàm phu cũng sẽ thành Phật nếu có người hướng dẫn và quyết tâm. Quyết tâm đó là thiện căn mình phải sắc.